Cô chào các em học sinh lớp 7. Hôm nay cô lại hướng dẫn tiếp cho các em bài một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận. Trước khi vào bài mới, cô kiểm tra bài cũ. Câu 1, hãy nêu tính chất của hai đại lượng tỷ lệ thuận. Chúng ta sẽ có hai cái tính chất của đại lượng tỷ lệ thuận, đó là tính chất thứ nhất, tỷ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi. Tính chất thứ hai là tỷ số 2 giá trị bất kỳ của đại lượng này bằng với tỷ số 2 giá trị tương ứng của đại lượng kia. Chúng ta sẽ áp dụng hai tính chất của đại lượng tỷ lệ thuận làm một số bài toán đại lượng tỷ lệ thuận. Và bên cạnh đó còn có một cái tính chất nữa, đó là cái tính chất về dãy tỷ số bằng nhau. Nếu hai tỷ số bằng nhau hoặc là ba tỷ số bằng nhau thì chúng ta có thể lấy các tử cộng lại với nhau và tương ứng là dãy mẫu là các mẫu cộng lại với nhau. Hoặc là nếu mà các tử trừ cho nhau thì dãy mẫu tương ứng trừ cho nhau. Các bạn sẽ áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau để tìm hai số xy. Và bài này cho biết hai tỷ số bằng nhau và x cộng y bằng 20. Các bạn về nhà tự làm cho cô. Rồi các bạn ghi sang bài mới. Bài 2 đó là một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận. Bài toán số 1. Đây là bài toán thực tế. Có hai thanh chì có thể tích lần lượt là 12 cm khối và 17 cm khối. Yêu cầu hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng cái thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất là 56,5 gam. Bài toán cho chúng ta biết hai điều. Điều thứ nhất là thể tích của hai thanh chì. Điều thứ hai là cho biết khối lượng của thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất 56,5 gram. Khi mà chúng ta giải bài toán thực tế thì chúng ta sẽ giải cho cô theo đúng quy trình là 3 bước. Bước 1 là chúng ta sẽ gọi cái điều cần tìm là các chữ cái yên thường nào đó để chúng ta viết công thức cho nó dễ dàng và gọn hơn. Vậy bước 1 chúng ta chỉ có một dòng, đó là gọi khối lượng của hai thanh chì lần lượt là, cô sẽ lấy ký hiệu trong giống như vật lý, khối lượng của thanh thứ nhất là M1, khối lượng của thanh thứ hai có ký hiệu là M2, đơn vị là gam. Vì đề bài cho chúng ta biết hai đại lượng, đó là khối lượng và thể tích. Khối lượng thì đang cần tìm, còn thể tích đã có rồi. Vì ta thấy hai cái đại lượng này là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau. Khối lượng mà càng tăng thì thể tích nó sẽ tăng. Do đó chúng ta sẽ có công thức về hai đại lượng tỷ lệ thuận. Đó là khối lượng và thể tích. Khối lượng của thanh thứ nhất nó sẽ tỷ lệ với thể tích của nó là 12, còn khối lượng của thanh thứ hai là M2 sẽ tỷ lệ với thể tích của nó là 17. Vậy là chúng ta sẽ có một công thức thứ nhất, đó là hai tỷ số bằng nhau. Và theo đề bài chúng ta còn có một công thức nữa, đó là khối lượng của thanh thứ hai nặng hơn thanh thứ nhất. Vậy chúng ta sẽ lấy khối lượng của thanh thứ hai là M2 trừ cho M1 bằng 56,5. Vậy là theo đề bài chúng ta đã tìm ra được hai công thức. Đây chính là chìa khóa để giải cái bài tập này. Cái bước khó nhất chúng ta đã tìm ra được rồi. Tới đây chúng ta chỉ việc áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau thôi. Ta có hai tỷ số bằng nhau. Rồi ở đây chúng ta có công thức hiệu của hai số, vậy chúng ta sẽ lấy tử trừ đi tử tương ứng mẫu trừ đi mẫu. Lấy M2 trừ M1 thì tương ứng với mẫu sẽ là 17 trừ 12. Thay số M2 trừ M1 bằng 56,5. Dưới mẫu 17 trừ đi 12 chúng ta tính ra bằng 5. Rút gọn tỷ số, tức là thực hiện phép tính chia, ta được là bằng 11,3. Vậy là các tỷ số này đều bằng nhau, bằng 11,3. Từ đây chúng ta sẽ tìm ra được khối lượng của từng thanh M1, M2. Rồi muốn tìm M1 chúng ta chỉ việc nhân chéo thôi. Lấy 12 nhân với 11,3, chúng ta sẽ tính ra được 135,6. Tương tự như vậy, M2 chúng ta sẽ lấy 17 nhân với 11,3 và chúng ta sẽ tính ra được là 192,1. Xong bước 2 rồi, tới bước thứ 3 là bước cuối cùng chúng ta sẽ trả lời. Bước 1 và bước 3 chỉ có một dòng thôi, lúc đầu chúng ta gọi như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời cái bước 1 đó. Vậy khối lượng của hai thanh chì sẽ lần lượt là 135,6 gram và 192,1 gram.
các bạn ghi các bước giải bài toán thực tế này vào. Đó. Tất cả các bài toán thực tế đều làm quy trình 3 bước các bạn nha. Đó, nó tương tự như vậy thôi. Nó chỉ thay đổi số, thay đổi ký hiệu thôi. Quan trọng là bước thứ hai, chúng ta tìm ra được công thức là chúng ta sẽ làm được. Thông thường những bài toán này thường thường người ta cho biết hai điều ha, vậy dựa vào hai điều đó là chúng ta sẽ tìm ra được công thức thôi. Rồi vận dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau là chúng ta sẽ tìm được. Rồi tương tự như vậy, chúng ta làm cho cô chấm hỏi 1. Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10 cm khối và 15 cm khối. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam, biết rằng khối lượng của cả hai thanh là 222,5 gam. Bài toán này giống như bài toán số 1. Bài toán số 1 là hai thanh chì, bây giờ người ta thay đổi là hai thanh kim loại. Cũng cho biết thể tích của hai thanh và cho biết khối lượng của cả hai thanh. Rồi, tương tự như bài toán 1, bước đầu tiên chúng ta cũng làm là gọi khối lượng của hai thanh kim loại lần lượt là, ở đây chúng ta sẽ đặt tên là chữ cái in thường đó là x và y, đơn vị là gam. Đó. Vì khối lượng chúng ta cần tìm với cái thể tích người ta cho biết là hai đại lượng tỷ lệ thuận nên ta sẽ có công thức. Thanh thứ nhất là x tỷ lệ với thể tích của nó là 10 tương ứng bằng với thanh thứ hai là y tỷ lệ với thể tích của nó là 15. Và theo đề bài chúng ta thấy là cả hai thanh có khối lượng tức là cộng lại bằng 222,5 gam. Đó, tìm ra được hai công thức rồi, tới đây các bạn lại áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thôi. Ta có hai tỉ số bằng nhau và bài này chúng ta sẽ lấy hai tử cộng lại với nhau tương ứng là hai mẫu cộng lại. Thay số ở trên tử chúng ta thay bằng 222,5, hai mẫu cộng lại là bằng 25. Rút gọn thực hiện phép tính chia, tỉ số này ta được là 8,9. Vậy là chúng ta thấy các tỉ số này đều bằng nhau, đều bằng 8,9. Từ đây chúng ta sẽ tìm ra được x, y thôi. Vậy suy ra x sẽ bằng 8,9 nhân với 10. Nhân chéo lên 10 nhân 8,9 bằng 89 gam. Y tương tự như vậy chúng ta cũng nhân chéo lên 8,9 nhân 15 hoặc là 15 nhân với 8,9. Tính ra được bằng 133,5 gam. Và cuối cùng là bước thứ ba chúng ta cũng trả lời. Vậy khối lượng của hai thanh kim loại sẽ lần lượt là 89 gam và 133,5 gam. Tiếp tục bài toán số 2 là một cái bài toán có liên quan tới môn hình học. Cho biết tam giác ABC có số đo các góc A, B, C lần lượt tỷ lệ với số 1, số 2, số 3. Yêu cầu tính số đo các góc của tam giác ABC. Vì cái bài toán này có tên cụ thể của các góc là ABC rồi, vậy chúng ta không cần gọi nữa, chúng ta không làm bước 1 nữa. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu làm bước 2. Theo đề bài chúng ta sẽ có được công thức là số đo của ba góc tương ứng lần lượt tỷ lệ với 1, 2, 3. Vậy ta sẽ có ba tỷ số bằng nhau. Góc A một tỷ lệ với góc A tỷ lệ với số 1, góc B bằng với góc B tương tỷ lệ với số 2 và bằng với góc C tương ứng tỷ lệ với số 3. Đây là đề bài người ta cho biết ba góc của tam giác tương ứng tỷ lệ với số 1, 2, 3, ta được công thức thứ nhất. Và cái công thức thứ hai này là chúng ta phải tự tìm được, là dựa vào định lý tổng số đo ba góc trong một tam giác chúng ta được học rồi. Tổng của ba góc trong một tam giác góc A cộng góc B cộng góc C luôn luôn bằng 180 độ. Vậy ta được hai công thức, một công thức là đề bài cho và một công thức là chúng ta tìm được ở trong cái phần hình học chúng ta được học là định lý tổng ba góc trong một tam giác. Tới đây là chúng ta chỉ việc áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thôi, có ba tỉ số bằng nhau hoặc cho biết tổng của ba số rồi. Ta sẽ có 3 tỉ số bằng nhau và chúng ta lấy 3 tử cộng lại tương ứng 3 mẫu cộng lại. 3 tử cộng lại là thay số bằng 180 độ, còn 3 mẫu cộng lại tính ra bằng 6. Rút gọn ta được là bằng 30 độ.
Rồi tới đây chúng ta chỉ tìm ra số đo của các góc thôi. Góc A tỷ lệ với số 1 thì góc A sẽ bằng 1 nhân 30 là bằng 30 độ. Góc B tỷ lệ với số 2 chúng ta nhân chéo lên, góc B sẽ bằng 2 nhân 30 độ bằng 60 độ. Muốn tìm góc C chúng ta cũng nhân chéo lên, lấy 3 nhân với 30 độ bằng 90 độ. Rồi cuối cùng chúng ta cũng trả lời. Vậy số đo các góc của tam giác lần lượt là góc A bằng 30 độ, góc B thì bằng 60 độ, góc C thì bằng 90 độ. Về nhà các bạn làm cho cô bài toán số 3. Đây là một bài toán thực tế. Diện tích rừng trên thế giới bị chặt phá vào các năm 2005, 2010 và 2015 lần lượt tỷ lệ với số 8, số 9, số 10. Yêu cầu tính diện tích rừng bị chặt phá vào các năm đó. Viết rằng tổng diện tích rừng bị chặt phá năm 2005, năm 2010 và năm 2015 là 35,1 triệu hecta. Con số rất là lớn, 35,1 triệu hecta rừng bị diện tích rừng bị chặt phá. Rồi chúng ta cũng làm bài toán này theo 3 bước. Cô có cái mẫu này để các bạn hoàn thành cái bài tập này. Điền vào chỗ trống để các bạn hoàn thành bài tập sau. Bước 1 các bạn cũng gọi diện tích rừng trên thế giới bị chặt phá vào các năm 2005, 2010, 2015 lần lượt là 3 chữ cái in thường là x, y, z, đơn vị tính là triệu hecta. Vậy theo đề bài chúng ta sẽ có được hai công thức nào? À, 3 năm chúng ta thấy là 3 năm thì nó đi cho biết là tỷ lệ với số 8, số 9, số 10. Vậy chúng ta sẽ có công thức thứ nhất đó là 3 tỷ số tương ứng bằng nhau x phần 8 bằng y phần 9 bằng z phần 10. Và công thức thứ hai là tổng diện tích của 3 năm bị chặt phá là chúng ta sẽ ghi là phép tính cộng x cộng y cộng z bằng 35,1. Đó, tìm ra được hai công thức quan trọng nhất của bài toán rồi, chúng ta sẽ áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau là các bạn sẽ tìm ra được thôi. Các bạn cho 3 tỷ số bằng nhau và lấy 3 tự cộng lại tương ứng 3 mẫu cộng lại. Rồi thay số vào thôi, 3 tự cộng lại là 35,1 còn 3 mẫu cộng lại bằng 27. Rút gọn tỷ số ra các bạn sẽ tìm ra được là bằng 1,3. Tất cả các tỷ số này đều bằng 1,3. Từ đây các bạn sẽ rút x, rút y, rút z ra thôi, tìm x, y, z. Muốn tìm x các bạn nhân chéo lên, lấy 8 nhân với 1,3. Nó sẽ bằng 10,4. Còn muốn tìm y các bạn cũng nhân chéo lên thôi, lấy 8, lấy 9 nhân với 1,3. Y tỷ lệ với số 9 chúng ta sẽ lấy 9 với 1,3 bằng 11,7. Muốn tìm z chúng ta sẽ lấy 10 nhân với 1,3 là bằng 13. Sau đó các bạn làm bước thứ 3 là trả lời. Vậy diện tích rừng trên thế giới bị chặt phá vào các năm 2005, 2010, 2015 lần lượt là 10,4 triệu hecta, 11,7 triệu hecta và 13 triệu hecta. Rồi về nhà các bạn hoàn thành lại bài tập này cho cô nha. Và giờ học đến đây là hết. Cô chào các bạn. Cô chúc các bạn học tập tốt.